Sam Chia Tay xin chào anh chị nhé. Hôm nay hữu duyên thì Sam Chia Tay sẽ xem về cái con số. Thì con số ở đây thì có một số anh chị là sinh số 0 nè, số đuôi ha. Sam Chia Tay sẽ xem về số đuôi, tính cách và nói lên ý nghĩa ra sao, như thế nào của các anh chị. Ví dụ như là anh chị sinh số 0 đuôi, rồi có một số anh chị số 1 đuôi, rồi số 2 đuôi, số 3 đuôi, hoặc là số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 ha. Thì trong 9 số này thì tính cách của anh chị sẽ ra sao, như thế nào, làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công sẽ như thế nào ha. Thì trong lúc xem video của Sam Chia Tay nói về những cái con số đuôi của những anh chị vào ngày tháng năm sinh á, thì anh chị nhớ nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho Sam Chia Tay nhé. Sam Chia Tay xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và đầu tiên thì Sam Chia Tay sẽ nói đến những anh chị có năm sinh là số 0 đuôi nhé. Thì những anh chị mà có số cuối cùng là số 0 đuôi á, thì thông thường những anh chị này rất là thông minh và có một cái tính cách rất là đôn hậu và dễ thành công. Cái gì đến dễ dàng thì những anh chị này không có trân trọng. Cho nên là bởi vậy, những anh chị này dễ sinh ra một nhược điểm là tự mãn và tự kiêu, tự cao, tự đại. Cho nên là những anh chị này rất là ngạo mạn. Những chị này ngạo mạn cho nên dễ nản chí trong công việc, và đôi khi hậu vận sau này không tốt. Cho nên những anh chị này cố gắng là không có nên nản chí nè, phải khắc phục cái bản tính là ngạo mạn, tự kiêu, tự đại của mình nha. Và tiếp theo thì Sam Chia Tay sẽ nói về những anh chị có số 1 đuôi ha. Thì trong cuộc sống của những anh chị này sẽ có cuộc đời rất là suôn sẻ và ít gặp phải khó khăn, thâm trầm và biến động trong cuộc sống. Trong thần số học, số 1 là đại diện cho sự khởi đầu. Những anh chị mà sinh kết thúc bằng số 1 thông thường được dự đoán là những anh chị này sẽ có cuộc đời suôn sẻ, ít gặp những cái việc đau buồn và ít gặp thâm trầm sóng gió. Và những anh chị số 1 này thì rất là thông minh, tốt bụng, có ý chí mạnh mẽ nha. Và trong những năm đầu đời của những anh chị này trong cuộc sống thì làm ăn có thể là gặp một vài thử thách, nên trên con đường lộc tài của anh chị này tương đối đến rất là muộn. Nhìn chung qua tuổi trung niên, bắt đầu từ năm 40 thì cho thấy những anh chị này sẽ đi lên như diều gặp gió, không có gì là khó khăn. Và những anh chị làm ăn việc gì cũng phất lên ha. Và về hậu vận sau này thì công danh sự nghiệp của những anh chị này sẽ chuyển biến rất tốt đẹp, tài lộc vượng phát. Về già thì được hưởng lộc từ con cháu và số sống được an nhàn và thảnh thơi. Rồi vừa rồi thì Sam Chia Tay đã xem cho anh chị đó là những anh chị sinh năm có số 1 và đuôi. Và tiếp theo thì Sam Chia Tay sẽ xem cho những anh chị là có năm sinh là số 2 ở đuôi ha. Theo như được biết thì những anh chị mà có năm sinh số 2 ở đuôi thì rất là siêng năng, cần cù, chăm chỉ, nên sẽ gặt hái được khá là nhiều thành công trong cuộc sống. Những anh chị mà có năm sinh là số 2 đuôi, khi còn trẻ thì những anh chị này gặp nhiều khá là chông gai và thử thách, thâm trầm, biến đổi trong cuộc sống và cũng như là trong công việc, cũng như là công danh sự nghiệp tiền tài của những anh chị này không được như mong muốn. Và ưu điểm của những anh chị mà có số 2 đuôi này rất là siêng năng và tử tế, có ý chí vươn lên rất là mạnh mẽ. Nhờ vậy dù gặp khó khăn bao nhiêu thì những anh chị này cũng tìm cách vượt qua. Và những anh chị này càng trưởng thành thì sự nghiệp của những anh chị này càng phát triển. Và đây là những anh chị có tinh thần trách nhiệm, luôn luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Đó là những anh chị sinh có năm sinh số 2 là số cuối nha. Và tiếp theo thì Sam Chia Tay sẽ nói đến những anh chị có số 3 đuôi. Thì năm sinh số 3 đuôi là số cuối thì cho thấy những anh chị có năm sinh số 3 đuôi thì cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, thịnh vượng, thành công. Và những anh chị mà có số đuôi là cuối ở năm sinh thì tính cách nhân hậu, hay quan tâm đến những người xung quanh. Và những anh chị này rất là chu đáo, tốt bụng, ngay thẳng và cố gắng hết sức vì cuộc sống của gia đình, vì vợ, vì con hoặc là vì chồng, vì con. Nhờ vậy mà những anh chị này luôn được người xung quanh yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ, được âm phò dương trợ. Cho nên trong cuộc sống của những anh chị này càng về sâu càng may mắn và luôn luôn được quý nhân phù trợ. Trên con đường công danh và sự nghiệp thì như là có người khác rải hoa hồng, cứ nhờ vậy mà ăn nên làm ra mới được thấy. Và tiếp theo thì Sam Chia Tay sẽ nói đến những anh chị có năm sinh là số 4. Số 4 cuối nha. Thì năm sinh số 4 cuối thì những anh chị này trong cuộc sống có khá là nhiều tài lộc và những anh chị này có phúc khí, đang nhờ phước đức của ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ. Đi từ tiền vận thấy những anh chị này rất là gian khó và lận đận, nhưng mà trung vận đi lên thì những anh chị này khá là giàu có và người khác sẽ nhìn vào rất là ngưỡng mộ, ganh tị nhé.
Và những anh chị mà có năm sinh là số 4 cuối á, thông thường rất là thông minh, có tài, tri giác rất là nhạy bén, sâu sắc. Và những anh chị có số 4 này có số mệnh rất tốt đẹp, cuộc đời nhận được nhờ nhiều tài lộc của bề trên. Cũng như càng về hậu vận sau này á, thì càng ngày càng có phúc khí, sống trong sự sung túc đầy đủ và được hưởng một cuộc sống viên mãn và vợ chồng sống với nhau đến trọn đời răng long đầu bạc. Và tiếp theo thì Sam Kỳ Tây sẽ nói đến những anh chị có năm sinh là số 5 đuôi ha. Thì theo như nhân tướng học hoặc là xem tướng về phong thủy số thì số 5 là số ngũ hành rất là đẹp. Cho nên là những anh chị có năm sinh số cuối là số 5 thì luôn luôn được quý nhân phù trợ trong cuộc sống, sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công, có gặp sự cố cũng hóa nguy thành an. Thì số 5 đại diện cho ngũ hành, thì những anh chị có năm sinh số cuối là số 5, trong ngày sinh là số 5 thì những anh chị này sẽ gặp khá là nhiều may mắn, tốt lành. Trong cuộc sống nhìn chung, những anh chị này có tài, có đức và có kỹ năng, có tổ chức, có màn lãnh đạo và một trực giác rất là tinh tường, tháo đáo, nhạy bén. Nhờ ưu điểm này thì những anh chị này sẽ thành công từ rất sớm trên con đường công danh và sự nghiệp. Bắt đầu những anh chị này sẽ ăn nên làm ra, kiếm ra tiền, làm ra bạc ở vào thời kỳ là tiền vận nha, từ đầu cuộc sống luôn. Thì những anh chị này bước chân ra đời rất sớm, cho nên kiếm tiền tài rất sớm, cho nên anh chị này thành công rất sớm. Cho nên từ tiền vận đã có cơ sở và trung vận đi lên thì rất là suôn sẻ như ý, và hậu vận sau này thì rất là giàu có nha. Và tiếp theo thì Sam Chia Tây sẽ nói đến những anh chị có năm sinh cuối, số cuối là số 6 nha. Thì số 6 cũng khá là tốt. Người Trung Hoa thường nói số 6 là lộc nha, thuận buồm xuôi gió khi về già. Nói chung là những anh chị có số 6 đuôi thường theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Và trong công việc thì những anh chị này hết mình với công việc. Tuy nhiên điều này lại khiến cho những người xung quanh không mấy hài lòng về tính cách của những anh chị có số 6 đuôi. Tính cách của những người mà có số 6 đuôi á, thì có phần rất là trung trực, ngay thẳng, bốc đồng, nóng nảy. Vì vậy mà ít người thích. Cho nên là tuổi trẻ của những anh chị này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, ít khi tiếp xúc được với những người xung quanh. Tuy nhiên tuổi tác càng tăng cao, kinh nghiệm càng nhiều, tính cách rèn luyện và rèn giũa qua thời gian từ tiền vận, thì những khuyết điểm và những nhược điểm của những anh chị này sẽ giảm đi khá là rõ rệt, và những ưu điểm tốt sẽ xuất hiện. Và những anh chị có số 6 đuôi sẽ đạt được những chín chắn cần có sự để vượt qua khó khăn. Kể từ đó, trên cuộc đời của những anh chị này sẽ gặp những thuận lợi, thành công trong cuộc sống, thuận buồm xuôi gió, đi lên rất là tốt nha. Thì đó là những anh chị số 6 thì hơi nóng nảy, thất thường, vui buồn vô cớ. Nhưng mà từ trung vận đi lên, anh chị này sẽ sửa được cái tính của mình, cho nên là sau này anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió trong công ăn việc làm. Hậu vận sau này nhà to cửa rộng, ăn nên làm ra mới được ước thấy. Và tiếp theo thì xem chị Tây sẽ nói những anh chị có năm sinh số cuối là số 7 nha. Thì những anh chị số 7 á, thì thành công nhờ nỗ lực, chứ thật sự ra số 7 là tức ha. Tức thì cho thấy làm ăn từ tiền vận hơi lận đận. Nhưng mà bắt đầu trung vận đi lên thì những anh chị này sẽ rất là táo bạo và có tham vọng rất lớn, dám nghĩ, dám làm. Và những anh chị này sẵn sàng đấu tranh vì công việc của mình. Và trong cuộc sống thì cho thấy những anh chị mà sinh vào năm sinh có số đuôi là số 7 á, thường rất là có một ý chí rất là táo bạo, có tham vọng rất là lớn, dám nghĩ, dám làm. Và những anh chị này sẵn sàng đầu tư vào những dự án có rủi ro rất là lớn mà người khác không ai dám làm. Và những anh chị có số 7 này thích hợp trong lĩnh vực kinh doanh với các tài sản, tài chính. Dù may mắn đến không nhiều, nhưng những anh chị này đủ làm động lực của những người xung quanh vươn lên và gặt hái được thành công về hậu vận sau này. Tiền vận thì những anh chị này sẽ thất bát. Số 7 ở đây là thất của người Trung Hoa, và cũng như là số 7 thì không tốt nha. Và những anh chị này thì cũng tốt, nhưng mà con đường thành công thì đến rất là muộn, có thể là từ hậu vận sau này nhờ lộc tài của con cháu v.v. Và tiếp theo thì xem chị đây sẽ nói đến những anh chị sinh năm sinh có năm sinh là số 8 ở cuối nha, biểu tượng cho sự giàu có, không sớm thì muộn. Số 8 ở trong nhân tướng học được gọi là chữ phát, và cũng như là người Trung Hoa cũng gọi số 8 là phát. Thì số phát rất là tốt, mà anh chị thường rất là thích số 8. Và công danh, địa vị, tiền tài những anh chị này có từ rất là sớm. Và những anh chị thông thường có năm sinh số đuôi là số 8 thì có tính cách rất là lạc quan, yêu đời, tích cực,
cùng với tài năng hơn người, sáng suốt, thông minh, lanh lẹ. Cuộc sống của những anh chị này thường diễn ra rất là suôn sẻ, cả đời ít lo lắng trong công ăn việc làm và luôn luôn được quý nhân giúp đỡ và âm phò giữ trợ. Sự nghiệp của những anh chị sinh năm có số cuối là số 8 cũng diễn ra rất là thuận buồm xuôi gió, thuận lợi, hạnh thông, thành công tốt đẹp. Ngoài ra, những anh chị mà sinh có số 8 đuôi trong năm sinh thì rất là quan trọng về tình cảm, thương người, hảo tâm, đạo đức tốt lắm, thường đặt kỳ vọng cao vào hôn nhân. Là khi mà những anh chị mà có số 8 đuôi này lập gia đình thì luôn luôn tin tưởng đối phương và thương khách mực, lo cho vợ con là gom áo gạo tiền rất là chu toàn. Và nữ cũng vậy ha, có thể là vượng phu ích tử, có thể là có ích cho chồng và con và bên gia đình chồng. Và tiếp theo thì Sam chị Tây sẽ nói đến những anh chị có năm sinh là số 9 đuôi nha. Và số 9 thì cho thấy trên con đường tài vận khá là gặp nhiều chông gai và thử thách. Những anh chị này thường xuất phát điểm tốt hơn nhiều người. Tuy nhiên, nhược điểm của những anh chị này là ham vui, giống như là những anh chị mà có số 9 đuôi này thì ham tứ đổ tường và không biết kiểm soát bản thân, chơi ăn chơi quá độ ha. Vì vậy mà đường tài vận của những anh chị có số 9 đuôi được sáng sủa thì phải nhờ đến người nhà, và họ cần phải có thời gian để học cách tiết chế cái bản thân của mình thì trên con đường tình và công danh sự nghiệp mới được ổn định. Tìm ra được mục đích để làm ăn hay là trong cuộc đời để được gắn bó những công việc làm ăn tốt đẹp thì những anh chị này phải cố gắng sửa sai về cái bản tính của mình. Khi đó thì trong cuộc sống của những anh chị này sẽ vững vàng ổn định hơn. Còn nếu mà ham chơi tứ đồ tường như vậy thì trong cuộc sống thì cho thấy hậu vận sau này rất là khổ nha, có thể rằng khổ về già luôn. Cho nên những anh chị này phải cố gắng ngay từ lúc trẻ, không nên ăn chơi quá đà, sẽ sa ngã. Khi đó thì bê tha, rượu chè, đồ đi chơi khách nọ, cờ bạc, rồi tà đình tủ điểm vân vân thì có thể rằng đổ vỡ trong con đường hạnh phúc và hôn nhân cũng như công danh tiền tài sự nghiệp của mình. Cho nên những anh chị có số 9 này phải cố gắng thời tả rẻ, không nên làm những cái việc tầm bậy tầm bạ quá, rồi để hậu vận sau này thì hối hận nhé. Cho nên những anh chị này phải cố gắng thì hậu vận sau này trên con đường tài vận của mình nó sẽ được tốt đẹp hơn và thành công hạnh thông tốt đẹp hơn. Rồi vừa rồi là Sam cho tay đã hướng dẫn cho anh chị có những năm sinh mà số cuối là số 0123456789. Và hôm nay Sam chị Tây xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nhé.